Hawaii là cửa ngõ của việc buôn người vì có vị trí địa hình kết nối với Thái Bình Dương. Những phụ nữ trẻ được mua từ khắp nơi trên thế giới phục vụ cho việc buôn bán mại dâm. Một số đến đây để làm nghề gái gọi phục vụ cho dân địa phương. Các cô gái mới lớn thậm chí bị tú bà, tú ông dụ dỗ ở các địa điểm mua sắm. Đàn ông ở những nước nghèo có nền kinh tế khó khăn cũng bị mua để làm việc cho các trang trại hoặc tàu đánh cá với đồng lương rất ít ỏi. Sau khi trả hàng ngàn đô la cho các tuyển dụng, các nạn nhân bị bỏ rơi phải làm những việc như rửa bát cho các nhà hàng hoặc khuân vác ở những khu vực xây dựng với đồng lương rất rẻ mạt. Họ khó có thể sống được với thu nhập như vậy. Nhiều người phải xa gia đình, không thể trở về nhà được nữa. Tóm lại, buôn người là một hình thức buôn bán nô lệ thời hiện đại. Vậy chúng ta phải làm gì? Việc đầu tiên là phải nhận ra các dấu hiệu. Nạn nhân có vẻ bị kiểm soát bởi người nào đó không? Họ có kiểm soát được kế hoạch cá nhân, tiền bạc hoặc giấy tờ tùy thân của họ không? Họ có vết bầm tím trên thân thể hoặc bị quấy rối về tâm lý không? Người đó có vẻ sợ sệt hoặc có dám nói năng thoải mái không? Họ có ở độ tuổi 18 và hay giao du với những nơi dành cho người lớn không? Đây là những câu hỏi chúng ta có thể đặt ra cho các nạn nhân. Công việc của bạn là gì? Bạn có được trả lương không? Bạn có quyền bỏ việc không? Bạn và gia đình bạn bị ai đe dọa không? Điều kiện sống và làm việc của bạn như thế nào? Bạn có nợ tiền ai để có được một công việc không? Giấy tờ tùy thân của bạn có bị ai nắm giữ không? Hoạt động buôn người không chỉ diễn ra ở các đường phố khu vực Waikiki hay khu phố người Hoa. Nhà tâm lý học Judy Okawa nói, chúng ta nên để ý tới tất cả những địa điểm mua sắm nơi thường có đàn ông săn đuổi các cô gái trẻ. Việc tôi đang thấy lo ngại nghiêm trọng là những kẻ buôn người đang rình rập ở những nơi mua sắm để dụ dỗ các cô gái trẻ tham gia làm nghề mại dâm. Đối tượng buôn người giả danh qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên là một thanh niên trẻ tìm kiếm các cô gái đang lang thang tại các trung tâm mua sắm. Anh ta kết bạn với một cô gái, tìm hiểu mọi thứ về cô ta và vờ làm bạn trai của cô ta. Anh ta sẽ muốn cô tâm sự mọi thứ về cô và khen cô xinh đẹp. Anh ta có thể nói, em có thể làm người mẫu đấy. Và đương nhiên anh ta sẽ biết hết mọi thứ về cô và những mặt cô dễ bị tổn thương. Cô ta cần được yêu như thế nào và anh ta sẽ chăm sóc cô. Và anh ta biết mẹ cô không hài lòng về cô bởi vì cô không thích đi học. Sau đó cô gái sẽ được chàng trai rủ đi Waikiki, nơi đó có một công việc rất tốt cho cô. Em có thể kiếm được nhiều tiền, em có muốn đi với anh không? Và cô ta sẽ theo anh ta. Sau đó anh ta sẽ bàn giao cô cho một kẻ buôn người trong giai đoạn tiếp theo. Lúc này mọi thứ với cô gái đã kết thúc. Vì cô sẽ bị nhốt trong một căn phòng và bắt đầu bị trừng phạt. Cô sẽ được huấn luyện làm gái mại dâm như thế nào và không có cơ hội trốn thoát vì cô bắt đầu bị đe dọa. Mẹ mày sẽ bị giết, bọn tao biết nhà mày sống ở đâu. Cô mất bạn trai, anh ta nhận tiền công ngay khi bàn giao cô tại cửa. Không ai biết cô ta đi đâu và bố mẹ cô nghĩ là cô trốn nhà, cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Vì thế không ai quan tâm nhiều đến cô ta, đặc biệt là sau một thời gian dài qua đi, cô gái đáng thương thực sự sống trong cạm bẫy. Trẻ em bị khai thác có thể có những biểu hiện dễ nhận biết. Các em thường hay bị đói khát, nạn nhân có thể bị nhiễm đường tiết niệu, có rắc rối về thận, hoặc các bệnh bị lây nhiễm đường tình dục không được điều trị. Ta có thể nhận thấy thân thể các em bị sẹo hoặc các vết bầm tím do bị đánh. Trẻ em bị khai thác thường có các biểu hiện tâm lý nghiêm trọng như rối loạn do căng thẳng, trầm cảm, lo sợ bị tấn công. Nếu bạn nghe và thấy bất cứ hiện tượng khả nghi nào, tuyệt đối không được tự giải cứu nạn nhân vì bản thân bạn và nạn nhân có thể bị gặp nguy hiểm. Tốt nhất là bạn gọi tới trung tâm cửa ngõ Thái Bình Dương hoặc điện thoại khẩn cấp tới trang web 808halt.com. Không nên bỏ qua hoặc phân vân là bạn có thể làm gì hơn. Có rất nhiều nạn nhân cần được giúp đỡ nhưng họ sợ hoặc không biết phải làm gì.
Buôn người là hình thức buôn nô lệ thời hiện đại. Tất cả chúng ta hãy cùng có trách nhiệm với nó.